Chào mọi người, thì trên tay mình mới mua cái cục sạc điện thoại bằng xe máy mọi người ha. Đây là cái cục sạc điện thoại bằng xe máy nè, anh đấu vào bình xe máy của mình để sạc điện thoại đó. Thì đây mình sẽ khui ra em ra đây, đây là cái cốc sạc mọi người ha, đây là cốc sạc nè đó. Nó có dây âm dương, thì dây đỏ mình đấu cùng cục đỏ, dây đen đó cục đen mọi người ha. Rồi ở trong nữa có cái gì, ở trong này thì nó có một cái cầm đó, để mà cầm, để mình cầm vào cái tay cầm, hoặc là một cái nơi nào cố định nào đó để mình cầm lại. Rồi như vậy là mình sẽ đi lắp nó đó mọi người, cầm vào đây đó, cầm vào đây để mình sạc nè. Thì mình đi vào cái lỗ dưới này nè mọi người, mình đi dây điện lên tới đây, đi vào đó thì mình giấu vào trong cái dè của xe nè mọi người. Rồi xong rồi, thì ở trong cái cốp xe của mình đó, thì có một cái rãnh thoát nước, thì mình đi vào, đi lên và mình đấu. Bây giờ là mình sẽ đấu mà đỏ, đi vào dây đỏ đó, cộng đi vào cộng trừ đi vào trùng âm dương mọi người ha. Đó, điện 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 là điện 12V, điện bình 12V mà người dùng để mình sạc điện thoại, nhất là cho những anh em chạy Grab thì dùng cái này thì khỏi phải lo hết pin. 24/24 lúc nào cũng có thể mình sạc pin được. Thì cái này thì mình tắt tắt đèn nào gọi tắt xe tắt tắt đèn xe máy thì nó vẫn xài được, tại vì nó xài trực tiếp trong bình mọi người ha. Rồi mình bạn xong mình giấu cái lại lại nè mọi người, thấy cái khá gọn mọi người ha. Rồi đó, rồi mình mở thử nè, có điện nè chứ mà không tắt đó, mình không xài mình tắt lại. Khi là mình sạc pin đó, thì mình bật qua một tắt quẹt qua gạt qua một cái rồi nó sáng như vậy là mình đã sạc được mọi người ha. Nó không cần qua cái công tắc khó xe hàng 404 luôn, khi mình tắt máy vẫn sạc được mọi người ha. Rồi thì mình đã test xong, thì mình đậy cái nắp lại, đây là cái nắp bảo vệ bình. Rồi mình vặn ốc lại, rồi coi như là công việc đã hoàn tất mọi người ha. Đó thì mình test lại một lần nữa, mà mình mọi người thấy không, đi vào rất là khá là gọn mọi người ha. Đó, mình giấu ở trong đây nè đó mọi người thấy không, đó giấu rất kỹ đó, nhưng không thấy được, chỉ có lòi một khúc dây phía trên này thôi đó, từ ngay cái lỗ này lên đây đó. Thì mà có cầm nó mình bắt lại đèo đây đó, khi nào mình sạc thì mở ra mình sạc, còn không mình tắt đi. Rồi bây giờ mình cắm vào mình sạc thử mọi người ha. Rồi cắm cũng cắm xi cáp sạc vào mình sạc thử coi nó có ok hay không. Rồi ở dưới đây là điện thoại nè, mình cắm là thì một tay mình cầm một tay mình quay thì nó hơi khá là khó một xíu, mọi người thông cảm ha. Đó rồi bây giờ cắm vào, rồi đã lên pin mọi người ha. Khá là ổn á mọi người thấy không. Rồi như vậy là ổn đó, đó mọi người thấy không, còn